năm nay. Con này trời mát mẻ quá các bác, các cô, các cô chú ạ. Ông làm gì thế ông? À, ông thái chuối cho lợn con ạ. Cho lợn, cho gà. Con đâu về ấy? Con từ nhà về ông ạ. Thế à? Thế con từ nhà về á? Với ai về con? À, con về một mình. Một mình á? Vâng. À, ngon quá nhỉ, thì đến thăm ông. Hôm nay đến trường với ông không có gì. Vâng. Con ra đây con bạn ông. Vâng, à thế à? Thế con cái cô chủ Huyền về chơi con. À, chị Huyền bảo là trời nắng quá chị không quay được. À thế thì nó có cái sao ốm hay sao thế, ho ho nhỉ. Thế à, hôm nay ông thái chuối cho lợn con à. Đấy, thái chuối này cũng khó lắm con nhá, không cẩn thận nó thái vào tay đấy, nhất là vào cái băm này, vào cái băm máy cái chỗ này này đấy, cái này để cẩn thận đấy, không có nó băm cả tay ấy con nhá. Ông ơi, ông ơi, ông cho con hỏi, vâng, hôm qua mẹ con có bảo là trứng khôn hơn vịt. Con nhìn ông, ông chắc ông có nhiều kinh nghiệm, xong rồi ông trả lời cho con đi không? À, hôm qua ai chửi trứng khôn hơn vịt? Mẹ con ạ. Mẹ con? Vâng. Mẹ con chửi con bảo trứng khôn hơn vịt. Vâng. Con nói thế nào mà mẹ chửi con bảo trứng khôn hơn vịt? Con bảo là mẹ ơi, con hôm nay con ăn thịt chán quá, mẹ chế biến món khác cho con, thế là mẹ chế con là trứng khôn hơn vịt. Ồ, thế thì ý là mẹ chửi con là trứng khôn hơn vịt. Thế con không được gió, không biết là trứng khôn hơn vịt là như thế nào phải không? Vâng. Thì con hôm nay con bất chút thời gian về hỏi ông gì? Vâng. Và trứng khôn hơn vịt là như thế nào phải không? Vâng. Nó là thể loại thơ hay là thể loại ca dao hay tục ngữ gì phải không? Vâng. À, không có gì đâu con ơi. Ý là trứng khôn hơn vịt thì con ấy đứng dậy con ạ, đứng dậy để ông nói, đứng dậy để ông nói. Tức là thế này, ý là trứng khôn hơn vịt là trẻ con nó khôn hơn người lớn. Vâng. Ừ, là một. Vì trứng là nó đẻ là con, vịt là bố là mẹ, cho nên là mẹ chửi bảo là trứng khôn hơn vịt, à tức là con khôn hơn bố mẹ, ý thế không phải đâu. Nó nói thế là vừa thương con vừa khen con khôn đấy, khôn lõi ý như thế, cho nên không có vị gì được con ạ. Thì cái câu nói về trứng khôn hơn vịt này thì nó không phải là ca dao đâu con nhá, nó chắc là nó tục ngữ, ông không được hiểu, nhưng mà nó tục ngữ con ạ. Thường thường người ta hay nói, người ta chế ghẹo rồi là tất cả những cái những ở đời ấy. Yeah. Thì cái gì là khác là lạ, thế người ta hay nói bảo trứng khôn hơn vịt. Yeah. Thì con ạ, không vì gì nó không phải chửi đâu, nó nói là thôi, nó vừa chửi vừa khen nhá con nhá. À, yeah. Chào, cảm ơn con có lời nói con ạ. Đấy, xem có cái gì thì con đến hộ ông nhá, hộ ông quét nhà này, băm chuối này. Đấy, con bây giờ muốn xem cái gì nữa con? Con muốn xem nông trại của ông. Nông trại á? À? Ừ. À, bà về kìa, và bà quay tắt quay lại. Ôi đừng quay nhanh thế. Bà. Cô chào bà. Vâng, cảm ơn cháu nhé. Có chó ở đây không con? Có chó ấy. Có chó còn lấy lạ không? Cái tai nó quắp ra đằng trước này con này. Đấy, thấy không? Con chó nó lạ quá, chắc là ông cho nó ăn ít đi không? Hay là chắc nó không cho ăn? Chắc... Cho bà chân chó không? Đấy, tao dừng đi. Tao dừng. Ông Thái này có thấy mệt không? À, con có thấy mệt thì ông không?
ông mệt lắm, ông già rồi tốt tuổi cho nên mệt. Hôm nay ông đã gần 70 rồi nhưng mà còn làm được thì vẫn cứ làm, thương con bao nhiêu làm bấy nhiêu thôi đấy. Ừ. Con sàng có không ạ? Con nhé, bây giờ ông thái xong rồi nhé, con nhé. Con xem ông làm. Ông thái chuối con nhé. Con thái vào máy con nhé, cái máy này rất là nguy hiểm con nhé. Và cái con làm theo ông không có là nó cắt tay đấy, nhiều người mất tay lắm con ạ. Đấy, có người mất hàng bàn tay đây này đấy. Có người mất quay chưa, đang quay sao lại xuống đất đấy. Có người mất ngón tay này, có người thì mất cả bàn tay này con nhá. Và cái máy này, đấy, cái máy này. Bây giờ cắm cho con xem.